Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu đòi Việt Nam thực hiện các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do về xã hội dân sự. Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, Hà Nội chấp nhận đối thoại trực tuyến với Liên hiệp Châu Âu về Hiệp ước Mậu dịch Tự do EVFTA có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm ngoái. Diễn đàn chung lần thứ nhất giữa Việt Nam và Liên Âu về thương mại và phát triển bền vững vừa diễn ra trong tháng 11 này qua ba cuộc họp quan trọng là một là giữa các nhóm tư vấn Liên Âu và Việt Nam, một nữa là giữa chính quyền Việt Nam và Liên Âu và một diễn đàn chung với các tổ chức của cả hai bên, chính quyền và xã hội dân sự. Đây là hình ảnh đại diện Việt Nam tại đối thoại trực tuyến giữa châu Âu và Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. 86 tổ chức Việt Nam và Liên minh châu Âu tham dự qua trực tuyến viễn liên tại diễn đàn chung gồm có Hội đồng Liên Âu, Bộ Lao động, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nhóm tư vấn Liên Âu do bà Jungner làm chủ tịch, nhóm tư vấn cho Việt Nam là bà Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp làm chủ tịch và nhiều tổ chức xã hội dân sự gồm các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, môi trường, phụ nữ, động vật, công đoàn thuộc nhiều quốc gia của Liên Âu và quỹ tài trợ, tổ chức thương mại, vân vân. Ngoài các phát biểu của tổ chức này thì Liên Âu cũng phê phán các cuộc đàm áp nhân quyền, bắt bớ, yêu sách đòi trả lại tự do. Ba chủ đề thảo luận chính là mậu dịch và lao động, mậu dịch, khí hậu và môi trường, mậu dịch và ngư nghiệp. Các cuộc thảo luận rất sôi nổi, Ủy ban bảo vệ môi quyền làm người Việt Nam quan tâm vấn đề quyền công nhân, nhắc lại các lời hứa của Việt Nam khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do là sẽ sửa đổi luật lao động và cho ra đời những tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Và những tổ chức này không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của nhà nước. Thế nhưng một năm đã trôi qua sau khi Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực, chưa hề thấy các tổ chức như vậy xuất hiện. Vì sao chậm thế, nhất là vào lúc công nhân cần được bảo vệ, cần biết rõ quyền của mình gồm những gì? Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền hỏi về vụ ô nhiễm cá chết tại Formosa, câu đáp cho qua công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không làm hài lòng tổ chức này. Tổ chức nhân quyền cũng nhấn mạnh thêm rằng nhiều người hoạt động bảo vệ nhân quyền hay môi sinh đã bị kết án tù đầy dưới nhiều điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia chỉ vì họ quay video lập hồ sơ tố cáo những vi phạm về môi sinh như trường hợp của Nguyễn Văn Hóa chẳng hạn. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa hiện đang bị tù với án phạt 7 năm. Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếc rằng lương tối thiểu ở Việt Nam không đủ sống, đề nghị Liên Âu áp lực trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp mua hàng hóa của Việt Nam với giá cao hơn để bảo vệ quyền thợ thuyền của Việt Nam. Còn đại diện Khmer Krom thì lo âu về tình trạng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là với người Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại vì nước biển lên cao, còn bị kỳ thị và chẳng ai bảo vệ họ. Để nghe tiếng nói của Liên Âu, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn bà Jungner, Chủ tịch của Hiệp hội Liên Âu. Câu hỏi được đưa ra là thưa bà, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, diễn đàn chung giữa Việt Nam và Liên Âu về thương mại và phát triển bền vững vừa diễn ra qua đường dây viễn liên giữa Brussels, Bỉ và Hà Nội. Xin bà cho biết ý nghĩa về sự kiện này và cảm ơn trước bà của hội thoại trực tuyến này. Bà Jungner đáp rằng, đúng vậy, diễn đàn chung giữa hai bên đã chuẩn bị từ rất lâu, phải mất rất nhiều dàn xếp khó khăn giữa Liên Âu và Việt Nam trước khi diễn đàn chung này được mở ra. Lẽ ra đã phải gặp gỡ nhau từ hồi tháng 6 vừa qua, nhưng nhiều lần trì hoãn do những bất đồng của hai bên. Đây là hình ảnh bà Jungner, chủ tịch của tổ chức tại Liên Âu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có cuộc gặp gỡ, qua đó các đại diện xã hội dân sự có thể đối thoại trực diện với các viên chức thuộc Hội đồng Châu Âu và chính phủ Việt Nam. Không riêng các đại biểu của xã hội dân sự thuộc Ban Tư vấn Xã hội Dân sự trong nước và Liên Âu và tất cả các tổ chức đều có thể tham dự. Họ có thể đặt mọi câu hỏi hay chất vấn Liên Âu và Việt Nam về mọi thực thi hay vấn nạn của mậu dịch và phát triển bền vững. Tôi nhận thấy cuộc thảo luận khá tích cực, rất quan trọng khi một số vấn đề gay cấn được đưa lên bàn mổ thay vì che giấu chúng. Và quan tâm đến những vấn đề như thiếu một số không gian cho xã hội dân sự Việt Nam ngày nay, bắt giam và cầm tù những nhà hoạt động môi sinh hay những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền,
trì hoãn cải cách bộ luật lao động và những vấn đề sinh tử liên quan những điều luật trong lĩnh vực hiệp định thương mại tự do nhằm bảo vệ sinh thái. Nói tóm lại, các vấn đề chính là công khai thảo luận thay vì che giấu, bỏ lờ. Điều khó tránh là họ không hồi đáp trực tiếp câu hỏi nêu ra, chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Quả thật, đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chấp nhận tham gia đối thoại tương đối cởi mở với xã hội dân sự. Do đó, tôi nghĩ điều quan trọng là chính quyền Việt Nam đã chính thức nghe các mối quan tâm của xã hội dân sự. Việc còn lại là chuyện của chúng tôi, tức là Ban Tư vấn và Hội đồng châu Âu, gây sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam để tiếp tục theo đuổi các mối quan tâm do xã hội dân sự đề xuất. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do tại Hà Nội vào hôm 30 tháng 6 năm 2019. Câu hỏi tiếp theo được đưa ra là theo Hiệp định Thương mại Tự do quy định thì các ban tư vấn hai bên phải được thiết lập từ các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Ban tư vấn của Liên Âu có hơn 20 thành viên, kể cả các tổ chức nhân quyền và môi sinh, công đoàn, v.v. Thế nhưng Ban tư vấn Việt Nam chỉ có 3 tổ chức và 2 trong số 3 tổ chức này chẳng độc lập một tí nào. Sao lại mất cân đối đến như thế, thưa bà? Bà trả lời như sau. Hiện tại, tổ chức tại Việt Nam chỉ có 3 nơi gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững. Còn bên chúng tôi là tổ chức Liên Âu đã lên tiếng minh bạch tại hội nghị rằng chúng tôi trông đợi và yêu sách số thành viên của các tổ chức ở Việt Nam phải được gia tăng. Chúng tôi cũng đòi hỏi các quy định rõ ràng trong việc lựa chọn vì chúng tôi biết có những tổ chức xã hội dân sự nộp đơn xin tham gia các tổ chức Việt Nam nhưng bị chính quyền bác bỏ với những lý do không rõ ràng. Đối với chúng tôi, điều tối quan trọng là phía đối tác Việt Nam phải là những tổ chức độc lập và đại biểu cho xã hội dân sự. Tại các cuộc hội nghị, nhà cầm quyền Việt Nam thường hứa hẹn rằng họ sẽ mở rộng cho những thành viên mới và dự trù nhân đôi số lượng thành viên trong những tuần lễ tháng tới đây. Chúng tôi cũng theo sát tiến trình này chặt chẽ, chúng tôi biết rõ những nguy cơ cho các nhà hoạt động xã hội dân sự. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết tâm hành động liên đới với họ. Mỗi lúc nghe thấy tổ chức hay cá nhân nào bị hăm dọa, sách nhiễu hay bị bắt bớ vì muốn tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, chúng tôi liền báo động cho Hội đồng châu Âu và nhà cầm quyền Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo hướng đó. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập và nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam bị bắt giam ở Việt Nam gần đây, đều chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Câu hỏi tiếp theo, như bà cho biết, tiến trình này không khỏi nguy hại cho các xã hội dân sự ở Việt Nam. Nhiều tổ chức không muốn gia nhập tổ chức của Việt Nam vì họ lo sợ bị khép tội theo các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự và có thể lãnh án nặng nề cho bất cứ ai đề cập. Nhiều nhà hoạt động đã bị cầm tù hiện nay do họ tố cáo những thảm nạn sinh thái như vụ ô nhiễm môi trường tại Formosa hay tranh chấp đất đai. Bà và Liên Âu có thể làm gì trước tình trạng này? Trả lời, từ khi Tổ chức Xã hội Dân sự Liên Âu được hình thành đến đầu năm nay, chúng tôi đã nêu lên nhiều trường hợp cá nhân bị đàn áp vì họ liên hệ với các hiệp định thương mại tự do. Chúng tôi không sống ở Việt Nam, nhưng chúng tôi hiểu rõ những áp lực và ép buộc mà họ phải chịu đựng. Nên chúng tôi đã mạnh mẽ áp lực cho từng trường hợp, áp lực công khai để đòi hỏi mở rộng không gian cho xã hội dân sự. Vì chúng tôi nhận thấy đây là chìa khóa thúc đẩy nhà cầm quyền thực hiện các lời hứa hẹn khi ký kết hiệp định thương mại tự do. Cần phải làm rõ một điều là hiệp ước tự do mậu dịch này quy định rõ ràng và đầy đủ rằng các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam phải được thiết lập với những đại diện xã hội dân sự độc lập thực sự. Vì vậy, chúng tôi trông đợi điều khoản này được thực hiện, nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương cách để Việt Nam tôn trọng các điều đã cam kết. Câu hỏi tiếp theo là các tổ chức xã hội dân sự châu Âu có thể giúp gì cho những tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam được tham gia vào tổ chức này ở Việt Nam hay không, thưa bà? Trả lời, họ phải theo tiến trình xin làm thành viên của Việt Nam qua việc ghi danh trên trang web của Bộ Công Thương. Nhưng tôi khuyến khích các tổ chức muốn tham gia xã hội dân sự tại Việt Nam liên lạc với chúng tôi qua hệ thống xã hội dân sự của châu Âu để chúng tôi có thể theo dõi và can thiệp với nhà cầm quyền. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Chiến dịch do 10 tổ chức vận động nhân quyền quốc tế phát động kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu để chế tài hai ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
các tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Artic 19, Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ thúc giục Liên minh châu Âu, Quốc hội Mỹ, Anh, Canada áp dụng các chế tài chống lại ông Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, mà họ cho là đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Trong một thập kỷ qua, các quan chức chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu đến các nhà báo, công dân và những nhà hoạt động làm tăng đáng kể vi phạm nhân quyền. Các tổ chức viết trong một báo cáo được đưa ra trong chiến dịch này như vậy. Các luật chẳng hạn như đạo luật Magnitsky cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Lâm cùng ông Bình đã bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm và 2.000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến khác đã bị sách nhiễu với ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập và các nhà hoạt động xã hội bị bắt giam ở Việt Nam gần đây đều chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Trong một thỉnh nguyện thư đưa ra trong chiến dịch này, các tổ chức còn cho rằng hai ủy viên Bộ Chính trị cũng chịu trách nhiệm đối với những vụ tra tấn tù nhân, sách nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên tòa bất công. Một hồ sơ chứng cứ hành vi vi phạm nhân quyền của Bộ trưởng Tô Lâm và chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng một báo cáo về tình trạng tù nhân lương tâm Việt Nam năm 2021 do 10 tổ chức phối hợp thực hiện đã được trao cho giới chức Liên minh châu Âu vào hôm 27 tháng 10. Trong phần cáo buộc đối với ông Lâm, người giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2010, các tổ chức cho rằng với tư cách là một người đứng đầu của cái gọi là cơ quan siêu bộ ở Việt Nam, vị Bộ trưởng này đã có thể can thiệp vào mọi tổ chức hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như có thể can thiệp vào các cuộc điều tra của cơ quan an ninh điều tra, các lệnh truy tố của Viện Kiểm sát và thậm chí cả thủ tục tại tòa án. Bộ Công an của ông Lâm cũng là nơi quản lý và thực thi các chính sách tại các nhà tù tại Việt Nam. Đã có những trường hợp bị đánh đập hoặc tra tấn trong các trại giam được ghi nhận gồm các nhà hoạt động như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Nguyễn Văn Đài hay các trường hợp chết trong tù như Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí. Các trường hợp này được nêu trong báo cáo của 10 tổ chức và cũng đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng trước đây. Đây là hình ảnh bên trái là bà Phạm Đoan Trang khi công bố bản tội ác đồng tâm. Hình bên phải là bà Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền ông Tô Lâm chặn đánh gãy chân đứt dây chằng và sau phải phẫu thuật lại vào năm 2016. Đến nay vết thương vẫn chưa lành. Theo một báo cáo của chính phủ Đức được các tổ chức trích dẫn, Bộ Công an của ông Tô Lâm còn chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử giữa Đức và Việt Nam, khi Berlin xem đó là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế tại Đức. Từ các phân tích về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an, các tổ chức kết luận rằng ông Lâm phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm. Tính từ năm 2010 đến năm 2020, theo đạo luật Magnitsky. Tương tự, các tổ chức này cũng cáo buộc ông Bình trong 10 năm giữ chức vụ cao nhất của Viện Kiểm sát và Tòa án tối cao đã phớt lờ những khiếu nại của nhân dân đối với sự sách nhiễu và bất công của cảnh sát trong các phiên tòa và với sự chỉ đạo của ông, các bản cáo trạng cũng như các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được viết ra theo những hồ sơ điều tra của công an. Theo thống kê của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Dự án 88 thì có ít nhất 352 người đã bị kết án trong vòng 10 năm qua chỉ vì thực thi các quyền tự do căn bản của con người được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Các tổ chức này cũng cho rằng ông Bình đã biến tòa án thành một công cụ quyền lực hơn cho việc duy trì và sắp đặt chính trị và các chính sách nhằm duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản chống lại những người dám lên tiếng phản đối. Do đó, theo 10 tổ chức này, ông Bình cần phải chịu trách nhiệm và cũng bị đề nghị áp dụng đạo luật Magnitsky. Các cuộc gọi của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tới Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao để xin bình luận trước những cáo buộc mà 10 tổ chức đưa ra không được hồi đáp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cũng luôn phản bác các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam từ các tổ chức và chính phủ quốc tế. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm dưới tay của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nửa đêm đã đột kích vào làng Đồng Tâm và giết chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, một cách dã man.
với việc cụ Lê Đình Kình bản thân là một lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản. Bộ Công an của ông Tô Lâm đã gây ra tội ác rung động dư luận trong và ngoài nước như thế. Người phát ngôn của bộ này thường khẳng định rằng các quyền cơ bản của người dân trong nước được đảm bảo và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ hay bỏ tù ở Việt Nam. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh án, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình đã không bị trừng phạt vì các hành vi tấn công vào xã hội dân sự, không thể chấp nhận được điều này quá lâu rồi. Ông Matthew Butler, người đứng đầu chương trình châu Á của tổ chức Article 19, có trụ sở ở London, nước Anh, đã nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo ông Booker, sự đàn áp của các quan chức Việt Nam đối với những tiếng nói độc lập không có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia Đông Nam Á. Còn theo ông Daniel của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, có trụ sở ở Paris, nước Pháp, các quyết định cũng như những hành động trong quá khứ của ông Lâm và ông Bình trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ và kết án hàng chục nhà báo và những blog vì nói lên sự thật. Vì vậy, ông Lâm và ông Bình nên được coi là những kẻ săn mồi hung dữ của tự do báo chí. Ông Bas Thanda đã nói với Đài Tiếng Hoa Kỳ qua email như vậy. Và hai quan chức này cũng nên bị trừng phạt thích đáng vì hành vi vi phạm nhân quyền của họ, để sự ra trái của họ không lặp lại. Và liệu có thể trừng phạt được ông Tô Lâm hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đạo luật Magnitsky ban đầu là nhằm trừng phạt các quan chức của Nga có liên quan đến cái chết của một luật sư thuế người Nga Magnitsky tại một nhà tù ở Moscow vào năm 2009, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm 2012. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình trong cả ba vai trò điều tra, truy tố, xét xử thì đều bảo vệ chế độ một cách mù quáng, bất chấp tội ác và lẽ công bằng. Đặc biệt thô thiển gây phẫn nộ nhất là phiên tòa giám đốc thẩm xử ông Hồ Duy Hải và bất chấp những chứng cứ giao thớt mua ở chợ và quy trình điều tra tố tụng đầy nghi vấn. Đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky sau đó được áp dụng trên toàn cầu từ năm 2016, trong đó quy định chế tài đối với cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, chính phủ Mỹ được phép trừng phạt những người được xem là vi phạm nhân quyền hay tham nhũng, phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ và cấm họ bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo sau Mỹ, Canada và Anh vào năm 2018 cũng đã thông qua đạo luật này. Liên minh châu Âu sau nhiều vận động bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ và nhân quyền, công lý và chống tham nhũng cũng bắt đầu áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, giới đấu tranh vì nhân quyền trong nhiều năm qua cũng đang vận động để đạo luật Magnitsky được ban hành và áp dụng tại Úc. Ông Trần Sơn, người đại diện của Đảng Việt Tân đến trụ sở của cơ quan ngoại giao tại châu Âu, Bruxelles, Bỉ, để nộp hồ sơ và báo cáo đề xuất Liên minh châu Âu trừng phạt ông Lâm và ông Bình theo luật Magnitsky toàn cầu, cũng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng trong những tháng tới, các tổ chức này sẽ tiến hành các bước tương tự tại Mỹ, Canada và Úc khi luật Magnitsky được thông qua tại đây. Chúng tôi biết rằng trừng phạt một người đang giữ chức vụ khá cao trong bộ máy chính quyền Việt Nam không phải là dễ. Nhưng các tổ chức đồng ký tên, gồm 10 tổ chức đã đồng ý với nhau là mình phải lên tiếng vì trách nhiệm của ông Tô Lâm là rất cao trong các sự đàn áp, ông Sơn nói. Đây là hình ảnh của hai người con trai của ông cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công bên phải và Lê Đình Chức bên trái đều bị tuyên án tử hình. Đây là tội ác xuất phát từ Bộ Công an của ông Tô Lâm, rồi đến tòa án mà ông Nguyễn Hòa Bình nắm quyền cao nhất đã chủ trương vụ giết cả ba người nhà ông Lê Đình Kình chỉ vì giành đất đai với người dân ở làng Đồng Tâm. Không biết tiến trình sẽ đi tới đâu và không biết là các quốc gia có sẵn sàng trừng phạt một người như vậy hay không. Nhưng chúng tôi có bổn phận phải lên tiếng. Có được kết quả ngay bây giờ hay sau đó vài năm nữa không thành vấn đề lắm, mà cái quan trọng là phải vạch trần trách nhiệm của ông Lâm bằng giấy trắng mực đen và ghi vào sổ của các nước Tây Phương khi họ đối thoại với Việt Nam. Một đại diện của tổ chức EAS cho biết rằng cơ quan này không bình luận về tiến trình nội bộ hay tình trạng của bất kỳ quy trình thể chế nào khi trả lời yêu cầu bình luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và liệu về việc liệu châu Âu có áp dụng chế tài theo đạo luật Magnitsky đối với ông Lâm và ông Bình hay không. Đại diện này cho biết qua email rằng đại diện cấp cao hoặc các quốc gia thành viên của châu Âu sẽ đề xuất danh sách theo các biện pháp hạn chế của châu Âu để hội đồng, tức là Liên minh châu Âu, quyết định
theo các điều khoản hiệp ước hiện hành. Tôi nghĩ rằng các nhà chức trách của Liên minh châu Âu, Canada, Anh và Mỹ có một cơ hội tuyệt vời để cho thấy rằng họ vẫn được thúc giục, thúc đẩy bởi các nguyên tắc phổ quát như nhân quyền và tự do báo chí. Ông Bastan đã nói như vậy. Họ nên nắm lấy thời cơ hội này để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân đã chà đạp đến các giá trị phổ quát đó. Nếu không làm như vậy thì sẽ là một dấu hiệu xấu cho cuộc chiến toàn cầu vì dân chủ.